Xin chào các bạn, hôm nay là phần 2 của một cái dinh thự ở Tam Đảo. Đây đều là nguyên khối, thì là Tuấn Anh nhập khẩu về. Vì là cái đá tự nhiên, nó hút được cái không khí tốt ở trong nhà. Xin chào các bạn, hôm nay là phần 2 của một cái dinh thự ở Tam Đảo. Thì đến cái hạng mục gần như cuối cùng rồi. Còn là một cái bể bơi để dùng đá của bên Winstone nữa. Hôm nay Tuấn sẽ đưa mọi người vào những cái sản phẩm nào của Winstone đã làm được. Thì mời tất cả các anh chị đi cùng với Tuấn nhé. Đó, những cái này là Tuấn đã nhập khẩu ở Ấn Độ về. Những cái phiến đá này á thì là được đóng gói vào pallet. Đây, ví dụ như một cái ở đây là chủng loại granite, thì là kích thước của nó là 600 x 900 x 40, là 24 viên. Đó. Thì Tuấn đã nhập khẩu cái này về rất là nhiều, thì là cái sản phẩm này thật sự á, ở Việt Nam rất là ít, mà cái tên gọi của nó là Bali Zero. Thì cái loại granite này là chỉ có ở Ấn Độ thôi. Đó, mời anh chị vào đây. Anh chị thử xem nhé. Những cái bức tường ở đó là đều ốp một cái loại đá này, là 100% về cái ốp tường á. Thì ở bên này là có những cái nguyên khối. Đây, anh chị nhìn ở đây. Đây đều là nguyên khối, thì là Tuấn đã nhập khẩu về. Đây, những cái chi tiết nó rất là tính xảo. Đây là ở bên công ty. Ở bên công ty là nhập khẩu nguyên như này về. Coi như về đây chỉ lắp ghép vào các cái chi tiết ở trên cái mặt ngoài và mặt trong. Thì cùng mọi người đi vào. Đây. Những cái này đã hoàn thành rồi. Chờ các cái hạng mục khác để chung thôi. Còn là về cái phần đá thì là ở bên công ty đã hoàn thành những cái hạng mục chi tiết này rồi. Đó, anh em đang còn làm cái bể bơi này để bàn giao cho chủ đầu tư. Đó. Các anh chị hãy xem. Đây đều là nhập khẩu nhé. Hầu như là nguyên khối hết, không có chế tác gì ngoài ở cái nguyên khối này. Các cái lục bình thì nhìn rất đẹp. Thì cái đá granite á, là ở trong cái video trước là Tuấn đã phân tích rất là kỹ về những cái thành phần, những ưu điểm, nhược điểm của đá granite. Thì trong video ngày hôm nay thì Tuấn không thể phân tích được nữa, là để cho các anh chị xem những cái video trước á. Thì đá granite nào ứng dụng gì cho cái ngôi nhà nó tốt. Đó, cái đoạn này thì là sẽ lát những cái tấm đá kích thước là 600 nhân 900 và nhân độ dày là 40. Đây là cái bể bơi của cái dự án. Khung cảnh rất là đẹp để cho mọi du khách, những cái người mà có cái vị thế cao á, thì thường là muốn nghỉ những cái nơi cho đẹp như này. Thì cũng may là ở bên Tuấn là thi công những cái loại đá này. Đây, đây cũng là cái loại đá Bali Yellow. Đó, rất đẹp. Hiện tại là anh em đang còn làm ở đây, cái giai đoạn cuối. Thì là ở mỗi công trình á, là có những cái người chuyên môn cao, thì là quản lý từng khu vực. À em, như nào anh em làm như nào đấy em? À, có vấn đề gì không? À, ok. Dự kiến là khi nào xong nhỉ? Ok. Không vấn đề gì chứ? À, thôi được rồi, em cứ làm nhé. Để giới thiệu cho mọi người xem.
Đây là những cái phiến đá nguyên khối đó. Đây em xem, đây là chiều cao này. Đó, vót cạnh như này là để lát ở dưới kia. Thì cần phải có cái đồ nhám như này này. Thì để tránh trơn trượt. Đó. Đó, rất là nhiều chi tiết nhỏ. Công trình này là rất là đồ sộ ở đây. Và ở trên cái không gian này á là sẽ có một cái đài phun nước đó, là của Winstone sẽ làm. Đây cái công trình, tất cả các cái hạng mục này là đều là đá granite này. Đây thì anh em tiếp theo làm. Thì mọi người hãy vào, mời mọi người vào để xem tất cả cái nhà này là những cái hạng mục nào đá. Đấy, rất là chi tiết từng cái một. Đó, chỉ những cái thợ lành nghề và làm đá lâu năm thì mới làm được những cái tác phẩm này. Mời mọi người vào đây. Đó, đây là một cái cung điện độc nhất vô nhị. Đây, mặt trước là ốp hết đá, mặt sau cũng ốp hết đá. Ngoài các cái ốp thông thường ra thì đây có những cái điểm rất đặc biệt. Đây là một cái khoảng không của cái tòa này, gọi là như mình gọi là giếng trời đấy. Thì một cái công trình này rất là nhiều về đá và gỗ. Đây, xung quanh tất cả là cái dùng cái đá granite là hoàn toàn 100% xung quanh tường. Đó, đây là gỗ, những cái loại gỗ rất là bền. Đó, tiếp theo là phòng này thì là đang lên phương án á, là ở dưới này gỗ hay là đá thì chủ đầu tư là chưa quyết định, còn là Tuấn đang tư vấn và lên thiết kế những cái bức ở bên này này sẽ là những cái bức tranh bằng đá hoặc là ốp đá xung quanh. Khi ốp đá ở ngoài và ở trong á là cái nhiệt độ nó rất là tốt. Ví dụ trời lạnh ở ngoài thì ở trong nhà rất là ấm, mà khi mà nóng thì ở trong nhà rất là lạnh. Vì là cái đá tự nhiên nó hút được cái không khí tốt ở trong nhà, cho nên là rất là nhiều công trình ở châu Âu họ làm hoàn toàn bằng đá. Cho nên anh chị hay nên dùng bằng đá để có một cái môi trường tốt, một cái khí hậu tốt để có cái sức khỏe tốt hơn. Đây là cái lan can của cái tầng 1. Thì tất cả các cái loại đá này này, đó anh chị xem nhé. Đây, tất cả bằng đá này. Đó, đây, rất là nhiều đá. Coi như nhà này là một cái kiến trúc của thời Pháp ngày xưa, mà khi mà sử dụng đá là nó vĩnh cửu và trường tồn theo thời gian. Đây là các cái hạng mục về đá của mình. Đó, xung quanh đây là cũng hầu như là làm đá hết. Đây là một cái khung cảnh rất là đẹp của Tam Đảo. Nhưng ai mà chưa đi thì nên đi một lần. Thì cái khung cảnh ở đây rất là tốt về cái khí hậu và môi trường ở trên này. Đó, các cái hàng cột này, anh chị nhìn vào có thấy cái sự rất là chắc chắn của cái ngôi nhà này. Đây, mời anh chị lên tầng 2. Đây là cái lan can của cái tầng 2. Thì đây, ở các cái ốc vít chuyên ngành về đá là rất là chắc chắn về những cái cột phao chỉ này. Thì cái đoàn này đang còn chờ chủ đầu tư là đá hay là gỗ ở đây. Thì đây là những cái sản phẩm đá của bên mình đây. Thì hiện tại là cái tầng 2 này là vẫn chưa hoàn thiện lắm. Và tất cả là dùng các cái loại đá. Anh chỉ nhìn những cái hoa văn như này này. Ở đấy á, những cái máy CNC của ở bên Trung Quốc thì họ cắt sẽ nét hơn. Đó, các cái điểm này là một cái đá khối xong rồi cắt ra. Đây.
đều là bằng đá hết, một loại đá. Còn để diễn lên này là loại đá khác, bằng các cái cột trụ. Trên này là cổ kính hơn. À, nhìn view càng cao thì Tam Đảo nó càng đẹp. À, tất cả các cái mặt ở ngoài và ở trong hầu như là đá hết. À, với cái công trình này á, thì đá của Tuấn đã đến được 80% rồi. Còn ở đây rất là nhiều hạng mục họ đang còn làm nữa. Thì là Tuấn sẽ hẹn anh chị một cái tập tiếp theo khi nào hoàn thiện. Và những cái đá được hoàn thiện 100% á, thì Tuấn sẽ làm một cái video tiếp theo. Xin chào tất cả các anh chị. Anh chị hãy nhớ theo dõi video của Tuấn tiếp theo nhé.